Liệu có gà không? Năm ngoái được cá trê nhiều mà nhỉ? Thiếp nhỉ? Được mà, gần gần cân hay sao ấy? Cá trê đồng nhỉ? Vâng. Trê đồng, cá rô này, rất nhiều loại lắm, các lươn. Nghe sâu không? Thử đo xem nào. Đây cây thử cắm nữa nè. 2 mét đấy anh ạ. Chỉ xuống mà. Cỏ rậm rạp quá nhỉ? Ừ. 2 mét cơ. 2 mét. Ấy. Ây dồi. Trong lấy cái kia thôi. Cái này. Mà. Xin chào các bác nhé. Ước đang định đi lên bản thì gặp em Táo với cả em Thiếm này. Buổi trưa là tranh thủ ra đây. Đây gọi là gì nhỉ? Vũng gọi là ao chum ấy ạ. Ao chum à? Tiếng Tây gọi là lum nà đấy nhỉ. Bây giờ ít người ta, nói chung là bây giờ trong làng thì chưa có nhiều đấy, bởi vì những cái thửa ruộng mà ở cuối, gọi là cuối làng này này. Đấy, cá kiếc nó hay dồn lúc mà bà con tháo nước ở trên nhá. Số lúa vàng vàng kìa bác kìa đấy. Lúa chín là bà con sẽ tháo nước là cá nó sẽ trôi xuống. Đấy, mình là ruộng mình là dưới cùng nhất là hay có cá nhất đúng không? Vâng. Đấy. Nói chung là bây giờ cũng có ít ao kiểu này. Mùa này là gặt là mới bắt đầu táp nha các bác. Coi như là để một năm rồi. Đấy. Gạt xong hết đi, xong là tháo nước ở ngoài là cá nó chui hết vào đây. Tháo không lấy vợt xuống, lấy vợt xuống, vợt tí thì xúc cái. Tranh thủ buổi trưa. Vâng, nay tranh thủ buổi trưa này làm cho nó mát một tí. Đấy, em Thiếp cũng là nhân viên nhà hàng thôi nhưng mà buổi trưa không có khách nên tranh thủ ra đây tát ao. Ơi bố Nhân, vào đây xem đó. Đây bây giờ mới tát đấy. Cá chê với đây, cá chép. Cá trả lại. Ờ lần trước còn có cả cá quả mà nhờ. Cá quả chết khó, bây giờ ít lắm. Ui ruộng nhiều ốc nhờ. Kiếm nhờ. Ốc nhiều lắm mẹ. Mẹ toàn nhặt đi chợ. Đi bán à? Đấy, ốc này các bác này, ốc ruộng này. Đấy. Khu vực ruộng làng ước này thì thực ra này không phun thuốc nha, nên là ốc rất là nhiều ấy. Đấy. Đấy là ốc ruộng xịn luôn này. Ui nhiều lắm. Cầm cái xô ra đây nhặt này. Đấy. Có cái rổ ấy, cái xô ấy. Đây đây, vứt ra đây báo. Hôm nay mình làm bữa ốc. Ốc luộc. Nhưng mà cái này phải ngâm qua, ngâm khoảng 2 đêm cho nó bùn nó ra hết cơ. Hết bùn rồi. Thế. Đây là ốc ruộng nhá, không phải ốc đuôi vàng nha các bác nhá. Đấy, ốc chuẩn luôn đây. Ốc đuôi vàng thì ở khu vực láng ước này không có, tiêu hủy hết rồi. Để cái ốc đấy nó ăn ăn lúc mà mình bắt đầu mình cấy thì nó hay ăn cây mạ, nên là ở đây chỉ có để lại ốc ruộng thôi. Ốc ruộng này nó tự phát triển thôi, không phải là mình chăn nuôi gì cả, cũng kệ thôi. Có cả hàng cua đây. Em bảo mấy chị em xuống nhặt được ấy nhỉ? Vâng. Lấy lên cho nhà hàng ăn đấy. Lấy về ngâm. Vâng, bán cho khách cũng được mà. Ờ. Không, mình lấy về cho nhân viên nhà hàng mình ăn thôi. Tí nữa bảo Khánh bảo đội đấy không làm gì xuống đây nhặt tí. Trong 5-10 phút là được mà. Nhiều mà. Lâu lâu rồi, đổi món tí đúng không? Thì mùa này bắt đầu gặp là nhiều ốc lắm. Đấy, nhặt một tí được từng này rồi. Nhặt lấy khoảng mấy cân rồi ăn. Các bác ở thành phố thì chắc là cũng ít gặp cảnh này rồi.
Bây giờ nhiều ruộng mà không có con ốc này, nhưng mà chú ước vẫn rất là nhiều nhá. U nhiều lắm đây. Cái này ban đêm nó còn ra nhiều hơn nhờ. Ban đêm mát thì nó sẽ chui ra khỏi bùn. Lâu năm thì cũng không được đi nhặt ốc này, do bận công việc không có thời gian. Ở trên này còn toàn quả to thôi. Đó. Đây là ruộng của nhà em Thiếm nhá. Quả này mới to này. Có tí nữa nhặt. Nhiều lắm. Bà xem mấy chị em ở trên nhà hàng ai rảnh xuống đây nhặt lấy về ăn. Cái này có máy bơm thì tốt nhỉ. Chạy lấy máy bơm về bơm ấy. Thế mà chạy về lấy máy bơm đi. Tát này lâu lắm. Đây này, cắm nhờ điện của Thịnh nhá. Cắm nhờ ổ điện của Thịnh nhá, đây bơm nhanh hơn. Để anh đi qua lại. Đi về lấy máy bơm đi. Đây, sâu ngập đầu cơ mà. Cái này là lâu lắm, nhìn thế này thôi. Cái này nó cũng rơi vào mấy khối nước mà. Bảo mấy anh em ở trên nhà hàng lấy máy bơm xuống đây, máy tóm đi. Bơm một lúc là được mà. Tám hôm trước về nhà một ngày phải không? Lâu lâu về thăm mẹ với cả ông nhá. Em báo từ lúc xuống đây làm cũng được gần một tháng rồi. À đây rồi. Đấy, chơi máy tóm này cho nhanh. Nhưng mà phải buộc lơ lửng ở trên nhá. Buộc vào thì sợ bùn vào trong. Không tí nó hút bùn lên đấy. Không có dây ạ. Dây dây không, có nghĩa là mình vừa hút, mình vừa tát là được. Nhờ. Cái nước nó có ngấm ở ngoài kia vào. Sợ nó thủng ở ngoài ruộng vào thôi. Đâu? Ờ. Cái bảo là múc cao mấy mà không. Cái này có mà tát cả năm mà không được. Nó thủng đây. Đấy, nó thủng ở đây, nó lại chảy vào đây. Thảo nào nó cứ bằng bằng. Ồ, khách du lịch đông thế. Đấy. Làng bước toàn khách Tây vào thôi các bác. Du lịch mùa này lúa đang chín đang đẹp. Thịnh đi vào đây giúp tát cái này mà. Anh kia nó không thích ăn cá hay sao ấy. Đưa cho anh em. Đưa ơi. Chạy rồi. Chạy chưa? Đấy. Gác gác vào đây Thiếm. Đây. Đây em để ở bên góc bên này. Đừng cho nó xuống lên đáy à. Đáy là nó dính bùn đấy. Rửa xe luôn. Rửa xe luôn. Rửa xe luôn. Okay.
lâu lâu trải nghiệm này cũng rất là hay các bạn. Đấy. Trước ở trong làng thì nhà nào như cũng có kiểu này nhỉ? Bây giờ là lấp hết rồi nhỉ? Khu nào ruộng có cá nhiều là họ hay làm kiểu này. Lần trước nhà ước cũng có một cái này nhưng mà về sau lấp hết rồi. Mình không có thời gian để mà đi tát hay là đi hút thì đấy, nên là lấp đi để... Chú nhặt ốc này Lệ ơi. Lệ à? Lệ xuống đây à? Lệ với Lam à? Đi xuống đây nhặt ốc kìa. Đấy, nhặt ốc mới về cho nhà hàng kìa. Cho nhân viên. Cần đi úng, đi trên đất xuống ơi. Khách nghỉ hết rồi phải không? Hôm nay khách ăn sớm các bạn. Bây giờ đang là hơn 12 giờ trưa. Đấy. Phục vụ khách xong là mấy anh em đi ra đây tát. Mệt à? Cái này như kiểu tập thể dục ấy, tập gym. Xuống rồi, xuống dần rồi. Cố lên. Đấy, lâu lâu đi giấm bùn này cho chân trắng nhỉ. Người ta còn tắm bùn để tắm cơ mà. À để trắng cơ mà. Anh đang quay Canada. Băng hóa băng hóa. Cũng xuống được khoảng độ hơn 20 phân nước rồi. Năm ngoái được một con ba ba, tầm 5-6 lạng. Có cả ba ba cả. Có. Để biết nó ở đâu về. Đấy. Để cho báo đáp đi. Ờ, tát được thì tát đi. Chụp ảnh á. Ờ, chụp nhá. Bỏ nón ra mới đẹp được. Thì bỏ ra chụp ảnh cái là lại đội vào. Không, nhưng mà thực ra là đi bùn này chân trắng ra mà. Nào nào, có cần chụp ảnh ở đây để anh chụp cho nào. Đấy. Những cô gái nông thôn các bạn. Nào, Lam, quay ra đây để chú chụp vào. Nào, nhìn ra đây nhá. Được rồi. Đấy, đi nhặt ốc đi. Rủ nó đằng sau kìa. Ờ, được rồi. Bùn này nó không đen chân đâu mà. Bùn này bùn tốt mà. Có nhiều con bình lắm đấy. Có đỉa không nhỉ? Đỉa bây giờ tuyệt chủng hết rồi. Tuyệt chủng hết rồi. Sao bọn em đi kiểu gì? Công nhận trước ruộng là có đỉa nhiều nhỉ. Nhưng mà bây giờ chấp nhá. Hôm nay chụp ảnh chưa đủ à? Có đẹp đâu. Ốc đầy luôn Lam ạ. Xong là tí lấy lên để mấy hôm nữa rảnh thì luộc lên mấy chị em. Có đầy. Rồi chú vừa nhặt đây.
thấy chưa, thấy nhiều chưa, đấy bỏ vào rổ này này. Lâu lắm có được đi Nhật đâu không? Ở trên đấy không có đâu nhỉ? Linh Hồ có, Linh Hồ không có đâu đúng không? Chỗ Lam có. Đây này, đấy, đây này. Đây, đầy đây, thấy chưa? Cần gì phải đi quán, mai luộc lên thầu ăn. Dạ. Yeah. Đây đằng trước này. Đấy, chỗ này nhà Thiếm còn đang ngâm cây. Ngâm cột để làm nhà. Đấy, bây giờ Lam cầm cái này lên mà chụp ảnh mới đẹp này. Ngẩng lên đây. Nào cả lệ nữa. Đấy, đoạn này mới đẹp. Nhìn nhá, nhìn ra đây nhá. Nào, nhìn đây. Hả? À, đâu nhìn ra đây? Để chú chụp cho. Nào nhìn ra đây nhá. Nhìn vào cam này này. Ok. Đấy, tiếp tục nhặt đi. Lên trên này nhặt này. Đứng ở cây này này. Đây này đầy này. Đây đứng ở cái cột này này. Nhặt hết cả ruộng này chắc là được vài yến luôn nhỉ. Đây. Đấy, đi theo cái cây này là được, không bị thụt. Nhặt được nhiều chưa? Lệ. Được ốc nhiều chưa? Đây sắp cạn rồi. Khoảng độ 30 phân nước á. Ta đi ta về tí có cái nịt đây không?
Có mà. Đây này, nhìn đây là biết rồi này. Đấy, thấy chưa? Ui, cua, cua, cua. Cua đồng. Cua này bắt về nấu nấu canh. Canh ra đây bùng tơi. Làm với đây chuẩn bị xuống bắt cá nha. Đây này, sắp cạn đây này. Anh Đoàn ơi, xuống đây hộ táp ao đây. Hả? À? Xuống đây. Bé đâu, to đây mà. Xuống tập thể dục đi anh mèo này lười quá đấy. Trước ở trong làng hay làm cái ống tre các bạn. Đấy nó chặt ra để cho cá trê nó chui vào. Bây giờ làm nơi trú ẩn cho ấy nhỉ. Cái ống tre. Đây, sắp cạn rồi. Nghỉ một tí đã. Thì sờ sờ xem có con gì không. Vẫn sâu quá. Cái này còn đá thôi. Khua khua xem có con gì không. Con này đẹp nhỉ. Cá rô. Liệu có. Em phải sờ sờ em có cá trê không. Hai tay bắt cá. Hai tay. Con nhìn đi à. Chắc là nó ở ruộng chưa vào đâu nhỉ. Vâng. Nước nước á, nó không vào đây. Nhưng phải tháo hết nước rồi nó mới vào đây. Cho em xúc cá đi. Đi. Máy bơm có bơm không? Có mà. Bên kia sâu à? Anh nghĩ chẳng có đâu nhờ. Em nghĩ chưa vào. Hả? Có thì có. Nó báo câu hết rồi phải không? Ủa không. Nó có đâu. Hả? Xem nào, thử tay bay của lệ khách. Có đấy. Ui. Này, bắt cá này. Khả năng đâu, bắt cá hai tay quên rồi. Này, nó vào xuôi này. Mang nhặt cho nó. Ui. Con này thì con lớn á. Con lớn nữa đâu. Cá kia con lớn nữa đâu. Cá đây ra gì? Cá đồng đông à? Phải đồng đông không? Trước ở đây có cá cờ nhiều lắm mà nhỉ. Cá pia khuy á. Không, có cả pia khuy á. Vẫn có nhỉ, nhưng mà chẳng qua cá bé thôi. Ồ, không có đâu. Lấy vào chỗ, lấy vào chỗ đó. Thôi rồi, xôi hỏng bỏ không. Có đâu, có con nào đâu. Được đúng một con cá rô, hai con cua. Thì sờ em có con ba ba nào. Đây có một con nào, chưa lớn. Nào, nào.
Ủa, toàn cá bé rồi. Đâu anh xem nào. Đấy. Rất nhiều cá. Này nếu mà làm cá cảnh được. Cá này tiếng Tây gọi là pia gì nhỉ thím nhỉ? Pia hóc à? Đuống nhỉ? Thế còn cái này là con cá đồng đồng này đấy, con hơi đỏ đỏ tí này. À đây, đây có cả vượt này này. Đây, pháo lấy vào. Đấy, làm cầm đi. Chỗ anh là gọi pia tha đâm. Pia kha lương. Pia tha đen. Đấy, có người ông này gọi đi ông đi đấy. Muốn vào đây giúp tát không nào? Anh muốn tay khỏe giúp tát đâu mấy cậu. Tí được cá người ta còn chia cho. Thôi không được đâu. Mù chê thôi. Cứ tưởng có cá chê xuống xem đang thấy mấy anh em. Thôi về đi. Về mù chê đây. Được ốc là được rồi. Mù chê đây. Thôi về đi. Về trước nha. Em mình vẫn gặp tát nhỉ lệ nhỉ. Em đi bản đây. Tức đang đi lên nhà em Lệnh các bạn. Em Lệnh hôm qua là có chú xong cho vào đấy đi, cho lấy về đi. Chú Phong Nhã có gửi tiếp giúp vợ chồng em Lành thêm hơn 20 triệu nữa để làm nhà. Đấy. Chú đã nhận được tiền rồi. Nên là đi lên trên nhà em Lành để thông báo cho em. Thôi mấy chị em ở sau nhá. Đi lên bản tiếp đây. Có được đâu, có đâu. Cái lần này không phải sao nhỉ? Được ốc này là được rồi. Đấy. Này lấy về mà sao? Thình nguyên làm rồi thông chưa luôn à? Chưa rồi, nhịn nữa. Làm anh chăm chỉ tê nhỉ? Này người ta phải lấy xô tát đàng hoàng mới đúng bài chứ toàn dùng máy này. Máy nó không đúng bài bản. Máy nó không đúng bài cả. Đi lên đây Lam ơi. Thôi đi đi. Mù chê ra. Hả? Em này ước đang đi lên bản thì cũng tình cờ thấy mấy anh em đang tát. Tát ao. Ao chum. Thôi chắc là ước xin kết thúc video nhé.